sự trở lại của Boros, thế giới sẽ ra sao? Ok, hello, xin chào 500 anh em. Hôm nay mình xin gửi tặng đến các bạn một món ăn tinh thần siêu cay và cực kỳ khó nuốt, vì chúng mình đã làm khá khá các video liên quan đến những giả thuyết phải nói là bất khả thi trong thế giới One Punch Man. Mà gần đây nhất chính là giả thuyết nếu Saitama hóa quái. Bạn nào quan tâm có thể ấn vào đường link mà mình để bên trên nhé. Nhưng thực sự mình nhận được khá nhiều những câu hỏi về những trường hợp rất chi là bất thường. Và dù cho là như vậy, các bạn vẫn thực sự quan tâm đến những giả thuyết mà bọn mình đưa ra. Bọn mình đã ấp ủ làm video này ngay từ những chapter khi tác giả Murata cho Orochi đội mồ sống dậy, và thực sự đã tạo nên một cuộc chiến cực kỳ hoành tráng khi kết hợp với Psychos để đấu lại các anh hùng cấp S. Điều này đã nhen nhóm lên hy vọng của một số bộ phận độc giả là nếu vua quái vật quay lại được thì ok, chúng tôi cũng đang hy vọng là bác Murata cũng bằng một cách nào đó hãy mang soái ca Boros trở lại dùm. Thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đưa ra những so sánh chi tiết về cơ hội mà điều này xảy ra, và nếu xảy ra thì nó sẽ có thể xảy ra được bằng những hình thức nào nhé. Ngoài ra, chúng mình sẽ thêm một số giả thuyết rằng Boros mà comeback thì sẽ có những diễn biến nào tiếp theo có thể xảy ra nhé. Một chủ đề quá là nóng và không vòng vo tam quốc nữa, chúng ta sẽ cùng đi ngay đến với giả thuyết sự trở lại của chúa tể Boros nào. Ten ten! Một, lý do có thể quay trở lại. Nào, chúng ta quay trở lại một chút. Như chúng ta đã biết, ở One Punch Man thì trong anime, Boros đã bị knock out sau khi nhận một đấm nghiêm túc đến từ vị trí trùm phản diện Thánh Phòng Tôm. Nói là đấm nghiêm túc nhưng mà thực sự cú đấm của Sai còn chưa thực sự chạm vào người Boros. Thế mới thấy sức mạnh của anh hói nhà ta là quá bá đạo. Ok, hơi lan man mất rồi. Khổ, dù video về nhân vật khác nhưng mà tại anh hói nhà mình ngầu quá các bạn ạ. Ngay sau khi nhận cú đấm nghiêm túc của Sai, Boros bị hủy diệt thực sự theo đúng nghĩa đen khi cơ thể chỉ còn sót lại nửa phần trên, nằm một đống như đồng. Bây giờ Boros dù bị như vậy nhưng hắn vẫn có thể ho he thêm được vài câu về đạo lý với Sai. Mà các bạn biết đấy, đấm cho như vậy mà vẫn còn nói đạo lý được thì chứng tỏ là Boros lúc bấy giờ vẫn còn khá tỉnh táo, hay chí ít là hơn hẳn Orochi sau khi bị Saitama đấm. Vì sau khi nhận được một cú đấm bình thường của Sai, mình nhắc lại là chỉ một cú đấm bình thường, thì Orochi chẳng thể nào có những lời tự sự được như Boros. Đây chính là điều đầu tiên mà mình nghĩ, nếu có thể mang chúa tể Boros quay lại thì cũng có thể vịn vào, vì thực sự cái chết của hắn là rất mơ hồ. Chưa có bất cứ một điểm nào trong One Punch Man xác nhận cho chúng ta rằng 100% Boros đã chết. Mình không muốn bắt bẻ gì tình tiết trong truyện hay là anime đâu, nhưng mà các bạn biết đấy, thậm chí mình nghĩ là cái chết của Orochi được xác nhận rõ ràng hơn là Boros. Bởi vì ở chapter 153 hay chapter sửa 196.6, chính Spydron của Psychos đã tận mắt nhìn hộp sọ của Orochi, và lúc đó kiểu what the, Orochi thực sự đã chết. Psychos là một quái vật với khả năng tâm linh nên chắc chắn ả không chỉ cảm nhận bằng mắt thường mà hoàn toàn có thể cảm nhận được sinh lực của những vật thể sống khác, mà đây lại còn là sinh vật mà chính ả tạo ra nữa. Đối với Boros, chúng ta chẳng có những cháp truyện hay là hình ảnh thông tin nào như vậy. Chỉ là sau khi nói chuyện với Saitama, hắn khụ khụ mấy cái máu bắn ra, một dấu hiệu rất phổ biến của người nào đó gần chết trong các bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung, và rồi lõi trên con tàu phát nổ. Điều đấy cũng có thể là biểu hiện của việc Boros thực sự đã chết. Nhưng những hình ảnh sau đó chúng ta chỉ nhìn thấy con tàu chiến sụp đổ hoàn toàn, không hề có dấu hiệu của Boros. Hình ảnh cuối về Boros chính là một trong những hình ảnh biểu tượng trong One Punch Man Season 1 khi anh hói nhà ta cun ngầu quay đi với vụ nổ sau lưng. Một típ ngầu không bao giờ là lỗi thời của các siêu anh hùng, các bạn nhở. Vì vậy, với một quái vật như Orochi, người mà thậm chí confirm là đã chết mà còn có màn comeback ngoạn mục, thì hãy hy vọng dù là nhỏ nhất, bấu víu vào và cầu nguyện rằng Boros cũng sẽ có thể quay trở lại trong một tương lai không xa. 2. Cách thức tái sinh. Một trong những điểm tương đồng khác mà chúng ta có ở đây chính là khả năng tái sinh của cả hai đại ma đầu. Boros thì đã trình diễn khả năng điên rồ này của hắn trong cuộc chiến với Saitama, thậm chí là có thể khả năng hồi phục của hắn còn kinh khủng hơn cả Orochi. Hãy để ý rằng mức độ tái sinh của Orochi cũng đáng sợ rồi, khi chỉ cần một vài tế bào của hắn còn sót lại, hoàn toàn có thể tìm kiếm những sinh vật sống để hấp thụ rồi biến đổi và tái sinh. Quay trở lại với Boros, vì là một người ngoài hành tinh nên cấp độ hồi sinh hay là năng lượng của Boros chắc chắn cũng khác so với Orochi. Không giống Orochi, năng lực có được nhờ quá trình biến đổi thành quái vật, càng nâng cấp năng lực đó càng mạnh, thì khả năng tái sinh của Boros đã vốn có trong gen vì chủng tộc chiến binh của hắn đã vốn phải có nó trong người rồi.
nên chúng ta chưa thể nào có thể hiểu hết sự phức tạp cũng như khả năng tối thượng của nó. Nhưng hãy ngẫm lại cái gì mà bản chất đã có thì chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều với nhân tạo. Hãy nhìn Garu, tiến hóa quái vật tự nhiên từ ý chí, chắc chắn là mạnh hơn so với kẻ được tạo nên với danh xưng vua quái vật. Hãy nhìn cái cách Boros hồi phục khi chỉ còn mỗi cái nhãn cầu mắt sau khi nhận cú đấm thường từ Saitama. Nó quá kinh khủng. Trong khi Orochi phải sống khổ sở, chui rúc đi rình hấp thụ con mồi mãi chán chê thì mới có thể đường đường chính chính tái sinh. Nên mình xin mạnh dạn tiên đoán, Boros dù vỡ bi nhưng hoàn toàn có thể chữa lành hay hồi phục nó được, mạnh hơn khả năng hồi phục của Melzagat một bậc. 3. Những giả thuyết về cách thức tái sinh. Đầu tiên, mình sẽ đề cập về một số khả năng có thể xảy ra nếu như Boros thực sự comeback. Trường hợp thứ nhất cũng là trường hợp phổ biến và có khả năng xảy ra nhất sẽ liên quan đến Metal Knight. Vì chúng ta biết rằng Metal Knight đang là người kiểm soát cũng như sở hữu tàu vũ trụ của Boros khi những hình ảnh ở cuối mùa 1 cho thấy ông ta đã trục vớt con tàu. Và liệu rằng những gì mà Metal Knight bắt gặp trên con tàu chính xác là xác của Boros? Vậy thì tại sao không có bất cứ sự xác nhận nào của ông ta về việc biết đội trộm cướp ngoài vũ trụ đã hoàn toàn bị hủy diệt? Đây có lẽ chính là kịch bản có khả năng xảy ra. Nếu bạn đã đọc đầu truyện Dragon Ball thì ắt còn nhớ Mecha Frieza đã được tạo nên như thế nào sau khi cũng gần như bị hủy diệt. Chắc các bạn hiểu ý mình muốn nói rồi đúng không? Cách Frieza chết cũng rất giống với Boros, lý tưởng cũng khác nhau. Ngoài ra, Metal Knight cũng giống như là một vị thiên tài về công nghệ vậy. Những gì ông ta đang sở hữu có thể vượt xa những công nghệ bình thường và việc tái tạo người chết hay thậm chí là một Mega Boros không phải là không có cơ hội. Vậy lý do nào thúc đẩy điều này từ Metal Knight? Rất có thể một phần về sự tò mò, hay giống Tony Stark trong MCU bằng cách tạo ra Ultron để bảo vệ thế giới, ông định hồi sinh Boros cho chính lý tưởng của mình, thậm chí ghê gớm hơn là một âm mưu nào đó. Đó là những gì mình suy đoán dựa trên những bằng chứng từ manga hay anime. Thế bây giờ cùng lướt qua webcomic của tác giả One xem sao nhé. Lưu ý có spoil một số chi tiết nên bạn nào mà chưa đọc thì có thể cân nhắc nhé. Người mà mình muốn đề cập tiếp theo cũng được coi như là một thiên tài, một trong những người thông minh nhất trong bộ truyện chính là tiến sĩ Genos. Sau cuộc chiến với Hiệp hội Quái vật, Zombieman đã đi đến gặp tiến sĩ Genos để nói chuyện về Saitama. Cuộc nói chuyện đại ý rằng khẳng định những gì ông ta nói về Saitama là hoàn toàn chính xác và hãy loại bỏ giới hạn của tâm trí nếu muốn đạt được sức mạnh. Nhưng vẻ mặt của Genos có vẻ không đồng tình lắm rồi kêu Zombieman đi xuống tầng hầm với ý rằng tôi có thứ này muốn cho cậu xem, rồi cảnh bị cắt ở đây. Vậy theo các bạn đó là thứ gì? Một thứ mà Genos có vẻ khá là tâm đắc và nó có khả năng liên quan đến Saitama và sức mạnh vô lý của Thánh Phồng Tôm nhà ta. Rất có thể đó chính là Boros nhưng với phiên bản mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn, một màn tái sinh đúng nghĩa của vị chúa tể. Nhưng trước tiên mình sẽ đưa ra giả thuyết tại sao Genos có thể lấy được xác của Boros mà làm thí nghiệm nhé. Rất có thể hắn ta đã cử khỉ đột bọc thép đi thăm dò tình hình nơi con tàu của Boros rơi xuống và vượt qua những thiết bị của Metal Knight, tên khỉ đột này đã nhìn thấy xác của Boros nên đã lấy cắp nó. Đây cũng chính là lý do vì sao Metal Knight không có bất cứ xác nhận nào về xác của Boros cả. Rồi sau đó, Dr. Genos cùng những hiểu biết của mình tái sinh Boros và có thể sẽ dùng nó để biến thành một phản diện chất lừ trong tương lai cũng nên đấy chứ. Và cuối cùng, một giả thiết nghe thực sự blow your mind, thổi bay tâm trí của bạn. Nghe xong rồi bạn sẽ phải wow, liệu mình có chơi đồ trong lúc viết hay không nhỉ? Nhưng mà thực sự, đây là một giả thuyết mình cho là thú vị nhất và cũng xoắn não nhất. Đó chính là God sẽ mang trả lại Boros cho chúng ta. God dường như có khả năng phục tùng toàn năng đối với chính hắn qua những gì chúng ta thấy về việc God có thể nghe thấy những gì vua không nhà nói về lúc căm thù đối với loài người và boom, God xuất hiện. Ý mình ở đây là God có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật và biết chọn lọc chính xác những gì mình nghe đến đúng đối tượng cần tìm đến. Tức rằng với năng lực này, God chắc chắn biết được cuộc xâm lược của quân đoàn Boros khi hắn đổ bộ xuống trái đất. Và khi Boros dùng trưởng thần công định hủy diệt trái đất, lúc này God nhận thấy được dã tâm của Boros rồi tự nhủ tên này thật thú vị, ta chắc chắn phải thu phục được hắn. Ngay sau khi Boros bị Saitama đánh bại, God đã liên kết tâm trí. Bạn nghĩ sao nếu như God sẽ ban sự sống cho Boros và với yêu cầu duy nhất là phải làm tay sai cho mình? Nếu thực sự được như vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc chiến chẳng khác nào Endgame phiên bản vũ trụ One Punch Man khi ở trận chiến cuối cùng God sẽ solo với Saitama. Còn Boros lúc bấy giờ, sau một thời gian đi theo God, sẽ trở thành cánh tay phải của hắn, sẽ giúp God trừ khử đám râu ria như những anh hùng cấp S,
Và biết đâu đấy, chúng ta sẽ thực sự chứng kiến Blas đối đầu với Boros hay Garou lúc bấy giờ đã hoàn lương đại chiến Boros. Thực sự là một viễn cảnh quá hoành tráng cho đoạn kết của bộ truyện, đúng không nào? Trên đây là những ý kiến cũng như là giả thuyết mà mình đưa ra nhằm mục đích không gì hơn được một lần nữa nhìn thấy nhân vật mà mình cực kỳ yêu thích có thể một lần nữa tái xuất. Nếu các bạn thấy hay hay còn có bất cứ giả thuyết nào về sự hồi sinh của Boros, hãy comment ở phía bên dưới nhé. Chúng mình rất vui khi nhận được những comment của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm nút like nếu thấy hay và subscribe cùng với nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất của bên mình nha. Như thường lệ sẽ là góc comment. Bình luận đầu tiên là của bạn Dim. Anh ơi, trong các monster level bán thần thì ai mạnh nhất anh? Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng mình. Hãy nhớ bấm nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bọn mình nhé. Còn về phần câu hỏi của bạn thì cũng đã có rất nhiều người cho rằng sau cấp thần sẽ là cấp rồng. Nhưng thực sự đã có những nhân vật đã vượt ngưỡng cấp rồng dù chưa thể chạm tới cấp thần. Thì cũng giống như các cấp khác, cũng có Semi-God Zeus, Semi-God Zat, nên mình sẽ không liệt kê ở đây. Mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân là mình vẫn đánh giá Boros là phiên bản mạnh nhất, tiệm cận gần God nhất. Tiếp theo là bình luận của bạn Silent. Anh phân tích chất liệu bộ quần áo của Saitama đi. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho kênh. Theo mình nghĩ thì người đã may cho Saitama bộ đồ này cũng chính là người bán cho Hook chiếc quần siêu co giãn, bất chấp bản thường hay là hóa khổng lồ xanh. Thực sự ông chú này có năng lực khá đặc biệt, có thể chu du qua các vũ trụ với nhau từ One Punch Man sang Marvel. Với khả năng như vậy, việc làm ra một chiếc áo hay một chiếc quần bất hoại không phải là điều khó khăn với ông. Ông có thể sử dụng một loại phép thuật kỳ bí nào đó để yểm lên bộ quần áo chẳng hạn. Bình luận của bạn Sunny phân vân. Tâm hồn của Fubuki với Duet ai to hơn vậy? Cảm ơn bạn đã gửi cho mình câu hỏi mà mình nghĩ là rất nhiều anh em xem kênh cũng đang thực sự muốn hỏi đấy. Theo ý kiến cá nhân, nếu chúng ta thẩm định bằng mắt sẽ rất khó để biết của ai hàng chất lượng cao hơn. Cái này thì sẽ phải thử bằng tay các bạn ạ. Nhưng mà theo mình, vì Fubuki ăn mặc kín đáo hơn mà nó vẫn cứ ngồn ngộn như vậy. Trong khi Duet đã sâu hoàn toàn cho anh em thì chúng ta mới cảm nhận được độ to tròn của nó. Cho nên là mình kết luận khả năng nếu Fubuki mà ăn mặc như Duet thì sẽ khiến anh em choáng ngợp hơn đấy.